Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Trong giới giang hồ xứ Thành, từ những năm 2000 cho đến nay thì Tuấn Thần Đèn là cái tên khai tiếng nhất. Khi vừa có đông đàn em, vừa có tiền lại có quan hệ. Chính vì thế Tuấn đã xây dựng một đế chế gần như không thể xâm phạm trong giới xã hội đèn. Đương nhiên, để vừa lên trở thành ông trùm như hôm nay thì dưới trướng Tuấn Thần Đèn có rất nhiều đàn em máu mặt hỗ trợ để biết những đàn em thân tín nhất của ông Trùm này là ai. Xin mời quý vị đón xem. Những đàn em thân tín, khét tiếng nhất của ông Trùm Thanh Hóa Tuấn Thần Đèn. 1. Thu vệ sĩ và trung vệ sĩ Thu vệ sĩ được xem là đàn em thân cận nhất của Tuấn Thần Đèn bởi gã thường xuyên xuất hiện cùng ông Trùm Sứ Thanh này trong các vụ va chạm cũng như các sự kiện có mặt Tuấn Thần Đèn. Thu vệ sĩ tên thật là Lê Kim Thu, sinh năm 1986 tại Thanh Hóa. Được biết, biệt danh của Thù là vì đại ca này có một công ty vệ sĩ chuyên bảo vệ các yếu nhân và các doanh nghiệp. Cùng với đó là Lê Quang Trung, hay còn gọi là Trung vệ sĩ, cũng là người đứng sau công ty vệ sĩ nên lấy luôn biệt danh này. Trong vụ đối đầu với cường gấu nằm Sửa thì chính thủ vệ sĩ và trung vệ sĩ đi cùng với Tuấn Thần Đèn. Được biết, Tối ngày 18 tháng 3 năm 2019, Tuấn Thần Đèn đến nhà hàng Mão Mèo ở đường Mai An Tiêm ăn uống của một số người bạn. Hai vệ sĩ là Quân và Quyết ke ke cạnh Tuấn để bảo vệ. Ăn uống xong, cả bọn đến quán karaoke Việt Đức trên đại lộ Lê Lợi để hát. 21 giờ 50 cùng ngày, Tuấn nhận được điện thoại của Lê Quang Cường, Cường Gấu, một chùm côn đồ khác sinh sau đẻ muộn. So với Tuấn thì Cường Gấu chỉ là đàn em, nhưng Cường nhiều lần muốn vượt mặt nên có mâu thuẫn sâu sắc với Tuấn. Chính vậy, Tuấn rất ngứa mắt, nhiều lần định thanh trừ nhóm này nhưng chưa có cơ hội. Mặc dù Tuấn chưa ra tay, nhưng tối ngày 18 tháng 3, Cường Gấu lại dám cả gan qua mặt khi điện thoại cho Tuấn vạch trần các thủ đoạn làm ăn. Theo lời Cường Gấu thì Cường đang ngồi với Thành Ngáp, đối tượng từng đi tù với Cường và Tuấn trước đây, rồi lớn giọng bỉ bôi Tuấn. Vì thế giữa Tuấn Thần Đèn và Cường Gấu chửi bới thách thức nhau, rồi hẹn ra cầu Đông Hương giải quyết ân oán. Lúc đó nhóm của Tuấn có 6 người, gồm Tuấn, hai vệ sĩ là Quân và Quyết, một cựu vệ sĩ là Nguyễn Kim Thủ cùng với Trịnh Trì, An Lùn. Sau đó Tuấn gọi điện cho Nguyễn Trễ, Nguyễn Văn Nguyệt, sinh năm 1976, trú ở thôn Thịnh Hùng, xã Quảng Thịnh và Thành Áp, thu vệ sĩ điện thoại cho Nguyễn Văn Tiến, Tiến Não, sinh năm 1979, quê ở thành phố Tam Điệp, Ninh Bình đến. Trung vệ sĩ có lẽ nghe theo lệnh triệu tập của đại ca cũng đến ngày sau đó. Chỉ ít phút sau, một số đàn em cũng lần lượt đến nghe lệnh đại ca. Các đối tượng đến sau mang theo hàng nóng, thậm chí một con chó săn đến để bảo vệ đại ca của chúng. Đối tượng hùng cầm mặc dù đang say rượu, nhưng khi nghe đồng bọn báo đại ca gặp nguy hiểm, cũng lập tức đến ngay. Thấy Tuấn thần đèn, Hùng Câm lập tức ôm chân Tuấn nói, anh suốt đời là đại ca của em. Sau khi đã đầy đủ quân tướng gồm 20 đối tượng và nhiều loại hàng nóng, dao kiếm vân vân, cả bọn ngành chiến nhóm cường gấu. Một lúc sau, nhóm cường gấu đi ba xe máy từ đường Hàm nghỉ ra cầu Đông Hương. Lập tức Tuấn thần đèn, đích thân cầm hung khí đuổi đánh và chỉ đạo đàn em san phẳng nhóm cường gấu. Nghe lệnh đại ca, Tuấn lì, trung trắng, Trung Lỏ, hai vệ sĩ là Quyết và Dũng, hai cựu vệ sĩ là Thu vệ sĩ và Trung vệ sĩ, cùng một số đối tượng khác chạy sang đường đánh nhóm cường gấu. Trung vệ sĩ cầm chó lửa bắn lên trời một phát, Tùng Mai cũng bắn chỉ thiên hai ba phát. Tuấn Não cầm chó lửa đứng cạnh vườn hoa nhưng chưa kịp bắn. Các đối tượng khác cũng cầm vũ khí để hạ đối phương. Đích thân Tuấn Thần Đèn dùng hung khí chạy sang đường đuổi đánh nhóm cường gấu. Nhóm cường gấu yếu thế bỏ chạy thoát thân không chỉ nổi trong giới giang hồ mà thu vệ sĩ còn được xem như là đại gia xứ thành khi sở hữu hàng loạt siêu xe đắt tiền cũng như căn nhà gỗ với trị giá lên đến vài chục tỷ đồng. hai Thịnh Trì là một trong những tay đao búa khét tiếng dưới chướng Tuấn Thần Đèn. Thịnh Trì tên thật là Nguyễn Thọ Thịnh, sinh năm 1979, trú ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Từ năm 2000 thì Thịnh Trì đã nổi lên như một giang hồ trẻ khát máu sau đó lọt vào mắt xanh của Tuấn Thần Đèn với bản tính thích là sử nên rất được việc. Năm 2011, Thình Trì từng gây ra một số vụ nổ chó lửa làm rúng động thanh hóa khiến hai người bị thương. Cụ thể, vụ việc bắt nguồn từ việc va chạm giao thông nhỏ giữa Lê Văn Lợi, Lợi Thêm, 37 tuổi, chú ở phố Bà Triệu, thành phố Thanh Hóa, với Nguyễn Văn Phòng, 34 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khai khoáng phòng thủy, công ty phòng thủy ở phố Lê Hoàn, Thanh Hóa. Thời điểm đó Phong đi ô tô và quệt với xe máy của Lợi. Dù không thiệt hại đáng kể gì, nhưng hai bên vẫn cái cọ xô sát nhau. Được mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy. Tuy nhiên, do vẫn còn ở mức, nên sáng hôm sau, Lợi rủ Nguyễn Minh Hiếu, 25 tuổi, ở phố Mật Sơn, Đông Vệ, đến uống cà phê tại quán New Sky, sau đó điện thoại cho Phong đến nói chuyện. Thấy mình yếu thế, Phong rủ thêm nhân viên của mình, là Nguyễn Thọ Thịnh cùng đi. Tại đây, hai bên vẫn tiếp tục cãi cọ nên không hòa giải được. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Lợi cùng với Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Minh Hoàng ở phùng Khắc Khoan, phường Đông Vệ cùng một số đối tượng khác đi xe máy đến trước công ty phòng thủy. Khi các đối tượng đến nơi thì Thịnh từ trong nhà cầm chó lửa ra, chĩa vào nhóm thanh niên bắn liền hai phát khiến Hiếu và Hoàng bị thương. Thấy Thịnh có chó lửa, cả bọn dìu nhau lên xe máy bỏ chạy. Bản thân Thịnh sau khi gây án cũng lập tức trốn khỏi nơi cư trú việc thịnh bắn hai người bị thương giữa ban ngày khiến dư luận hết sức bất bình bản thân đối tượng là kẻ côn đồ cộm cán có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật từng có tới bốn tiền án tiền sự sẵn sàng thanh toán bất cứ ai không vừa ý đồng thời liên quan đến một vụ dùng chó lửa đe dọa giết người mà cơ quan công an đang điều tra nên giám đốc công an tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo lực lượng yêu cầu tập trung làm rõ vụ án đặt mục tiêu bắt bằng được đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật tạo lòng tin cho nhân dân. Sau vụ này, thì Thịnh Trì cũng phải nhận một mức án khá dài. Được biết, trong tù thì đại ca này cũng cực kỳ có tiếng nói khi đứng đầu quậy thành hóa. Sau khi ra tù, thì Thịnh Trì tiếp tục dính vụ với Cường Gấu và phải nhận thêm một tiền án nữa. 3. Nguyên Chế Một đại ca khét tiếng xứ Thành, cũng dưới trướng của Tuấn Thần Đèn, đó là Nguyên Chế, Tên thật là Nguyễn Thế Nguyên, sinh năm 1976, trú tại thôn Thịnh Hùng, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Được biết, nguyên trẻ cũng khá tiền tuổi trong giới xã hội đèn Thanh Hóa với rất nhiều thành tích. Điển hình như là vụ án xảy ra khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2015 tại nhà ông Nguyễn Huy Từ ở xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Thời điểm đó, 6 đối tượng trên đã đem một con chó to đi trên hai xe ô tô, đem theo hàng nóng giao đến nhà ông Từ tìm con trai ông Từ là Nguyễn Quốc Tâm để trả thù. Đến nơi, thấy ông Từ, Nguyên trễ hỏi Tâm có nhà không và đe dọa sẽ cho chó cắn chết. Khi ông Từ nói Tâm không có nhà, các đối tượng trên đứng đợi. Một lúc sau, Nguyễn Quốc Tâm đi chơi về, liền bị Nguyên thả chó tấn công. Thấy vậy, Tâm đã dùng dao tấn công lại, thì bị một đối tượng trong nhóm thanh niên này dùng hàng nóng bắn vào chân. Lúc này, Nguyễn Quốc Thái là anh trai của Nguyễn Quốc Tâm từ trong nhà chạy ra cũng bị bắn một phát vào bụng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, Nguyễn Thế Nguyên là một đối tượng hình sự cộm cán ở Thanh Hóa có nhiều tiền án tiền sự, chuyên cầm đầu ổ nhóm gây thương tích, đòi nợ thuê. Trước đây, bị hại tâm thường chơi bời qua lại với Nguyên, nhưng gần đây do mâu thuẫn nên cả hai đã nhiều lần đụng độ nhau. Đến năm 2020, Nguyên Trễ tiếp tục bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ. Nguyên chế được người dân Thành Hóa biết đến là đối tượng cộm cán, nằm trong băng ổ nhóm có nhiều tiền án tiền sự và thường dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan bảo vệ pháp luật. Trước đó, đối tượng đã có hành vi sử dụng chó loại Béc Hà Lan nặng khoảng 50 kg đã được huấn luyện gây thương tích cho hai người, một người kịp thời được đưa đi bệnh viện, còn người khác bị đối tượng đe dọa không cho đi cấp cứu. Khi lực lượng công an đến giải quyết, Nguyên chế đã có hành vi cản trở chống đối không cho đưa bị hại đi cấp cứu. Ngay sau đó, công an thành phố Thanh Hóa đã kịp thời bắt giữ đối tượng này. 4. Tuyền Mò Tuyền Mò cũng được xem như là một đàn em thân cận của Tuấn Thần Đèn bởi thường đi cùng đại ca trong các cuộc va chạm. Tuyền Mò tên thật là Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh năm 1987, ngụ tại khu trung cư Phú Sơn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Dù khá trẻ, nhưng Tuyền Mò đã thể hiện được bản lĩnh giang hồ của mình với rất nhiều các thành tích đặc biệt chỉ cần đàn anh chỉ đạo là tuyên mò sẵn sàng xuống đường bất kể đối thủ là ai. Tại thanh hóa, bang của tuyên mò tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế vân vân, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Năm 2019, tuấn thần đèn và tuyên mò đã chỉ đạo hàng chục đàn đèn dùng chó lửa truy sát một nhóm thanh niên khác ở khu vực cầu đông hương phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Hậu quả vụ án không gây thương vong, nhưng đàn em của Tuấn Thần Đèn đã dùng chó lửa bắn nhiều phát trong khu vực đông dân cư, khiến người dân hoang mang lo sợ. Sau khi vào cuộc điều tra, chiều ngày 23 tháng 3, công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành bắt giữ Tuấn Thần Đèn, Tuyên Mò và nhiều đàn em khác, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm. Sau vụ này, thì Tuyên Mò đã trở về và đương nhiên vẫn rất có tiếng nói trong giới giang hồ xứ Thành. Năm Hoa Chua Giới giang hồ xứ Thanh thì chẳng lạ gì với cái tên Hoa Chua Bởi đại ca này đã nổi như cồn cách đây khá lâu Và là đàn em của ông trùm xứ Thanh Tuấn Thần Đèn Hà Chua được biết đến như là giang hồ không ngại va chạm Đặc biệt là khát máu khi xuống tay với đối thủ cực kỳ nặng tay Chính vì điều này đã khiến Hà Chua phải bị cất đi trong tù khi tên tuổi đang lên. Trong tù, Hòa Chua cũng thể hiện được cả bản lĩnh đại bàng của mình khi liên tiếp đâm chém lấy số trong trại giam. Đặc biệt, còn đâm chết cả một giang hồ khác là đàn em của Tuấn còn, để rồi phải tăng thêm một mức án khá dài. Được biết sau này, thì Hoa Chua chuyển ra trại Nam Hà, thì Tuấn còn đã chuẩn bị lực lượng để nện Hoa Chua một trận như tử vì dám đâm chết đàn em của mình. Nhưng lúc đó Tuấn Thần Đèn đã điện vào cho Tuấn còn cũng như rất nhiều đại ca khác can thiệp để nhờ đón giúp Hoa Chua và bỏ qua ân oán khi xưa. Đương nhiên với tên tuổi của Tuấn Thần Đèn thì Tuấn còn vẫn tôn trọng nên tha cho Hòa Chua cũng như đón đại ca Sứ Thành này về sinh hoạt cùng. Được biết thì hiện tại Hòa Chua vẫn chưa thể ra khỏi tù với các tội danh mà mình phải nhận. Trên đây là những đàn em thân tín khét tiếng nhất của ông trùm thanh hóa Tuấn Thần Đèn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng. Xin chào và hẹn gặp lại.